Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 14 CTTTG về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ thị nêu năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi quyết tâm nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị với phương châm năm tăng năm giảm năm tăng tốc bứt phá năm tăng gồm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới tăng cường tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng tăng cường phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành của ngân hàng của thị trường tài chính. Tăng công khai minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống tín dụng đen. Tăng cường giám sát, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro, chống tham nhũng tiêu cực. Năm giảm gồm giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý, giảm chi phí giao dịch hoạt động, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, giảm tiêu cực, lợi ích nhóm sân sau năm tăng tốc bứt phá gồm tăng tốc bứt phá về số hóa tăng tốc bứt phá chất lượng dịch vụ tăng tốc bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực tăng tốc bứt phá về hạ tầng ngân hàng tăng tốc bứt phá về phục vụ sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm sinh kế cho người dân góp phần tăng trưởng kinh tế các tổ chức kinh tế và người dân thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật linh hoạt thích ứng trong mọi hoàn cảnh tiếp tục đổi mới công tác quản trị nâng cao năng lực cạnh tranh tăng khả năng tiếp cận vốn và tín dụng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để tăng khả năng tiếp cận tín dụng sử dụng hiệu quả vốn tín dụng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của người vay vốn